Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức 24 giờ mới nhất. Quý vị thân mến, bệnh viện Al-Shifa, cơ sở y tế lớn nhất giải Gaza, đang trở thành tâm điểm trong cuộc xung đột Israel-Hamas. Nơi đây đang trải qua những ngày khó khăn cùng cực khi không còn nguyên liệu và thuốc men. Những bệnh nhân tử vong ngày càng nhiều, trong khi các bác sĩ phải vận dụng tất cả sức lực để kéo dài sự sống của người bị thương càng lâu càng tốt. Israel đã so sánh bệnh viện Al-Shifa và khu phức hợp xung quanh giống như trái tim đang đập của Hamas. Vào ngày 15 tháng 11 mới đây, lực lượng phòng vệ Israel cho biết các binh sĩ nước này đang tiến hành chiến dịch tấn công chính xác nhằm vào Hamas tại một số khu vực trong bệnh viện. Mục tiêu của lực lượng phòng vệ Israel là tìm và tiêu diệt cơ sở của Hamas được Tel Aviv cho là ẩn giấu tại bệnh viện này. Israel nói muốn đâm trái tim sống của Hamas khi tấn công vào bệnh viện Al-Shifa. Chia sẻ trên đài CNN, người phát ngôn quốc tế của lực lượng phòng vệ Israel Richard Hurt khẳng định cuộc đột kích nhắm vào một khu vực cụ thể và duy nhất tại bệnh viện, chứ không phải là cuộc tấn công toàn diện. Ông cũng cho biết, dù giao tranh đã diễn ra trước khi binh sĩ Israel tiến vào bệnh viện, đã không có tiếng súng nổ sau khi lực lượng phòng vệ Israel vào trong cơ sở y tế này. Phía Hamas phủ nhận toàn bộ những phát ngôn trên của lực lượng phòng vệ Israel. Thậm chí, lực lượng này cáo buộc ngược Israel đang ngụy tạo bằng chứng, cho rằng Tel Aviv đang cố gắng tìm lý do cho những tội ác diệt chủng khi phá hoại mạng y tế ở Gaza. Tuy nhiên, Israel đã bác bỏ thông tin trên. Theo lực lượng phòng vệ Israel, lực lượng này tiến vào bệnh viện Al-Shifa còn bao gồm các đội y tế và người nói tiếng Ả Rập, những người đã được huấn luyện để chuẩn bị cho môi trường phức tạp và nhạy cảm này với mục đích không gây tổn hại cho những dân thường đang bị Hamas dùng làm lá chăn sống. Quân đội Israel kêu gọi tất cả những chiến binh Hamas đang có mặt trong bệnh viện hãy đầu hàng. Kể lại với đài Al Jazeera, bác sĩ Muni Ambus, lãnh đạo cơ quan y tế giải Gaza nói rằng các lực lượng Israel đã đột kích vào phía tây của khu phức hợp y tế này. Ông cho biết, có những vụ nổ lớn và bụi bay vào khu vực chúng tôi đang ở. Chúng tôi tin rằng một vụ nổ đã xảy ra bên trong bệnh viện. Trả lời phỏng vấn đài CNN, người phát ngôn lực lượng phòng vệ Israel Peter Lerner nói bệnh viện này và khu phức hợp xung quanh đối với Hamas là trung tâm hoạt động của họ, thậm chí có thể là trái tim đang đập. Israel nói rằng Hamas có một trung tâm chỉ huy bên dưới bệnh viện Al-Shifa và sử dụng bệnh viện cũng như các đường hầm bên dưới để che giấu các hoạt động quân sự và bắt giữ con tin. Nhà Trắng cũng nói Hamas có một trung tâm chỉ huy tại bệnh viện này. Chứng minh cho điều này, quân đội Israel đăng tải video cho thấy nhiều vũ khí được cho là của Hamas mà lực lượng này tìm thấy tại một tòa nhà thuộc bệnh viện Al-Shifa. Video cho thấy nhiều trang thiết bị được lấy lên từ một tòa nhà trong khu phức hợp bệnh viện này, bao gồm lựu đạn, đạn dược và áo khoác chống đạn. Tất cả số vũ khí này đều được dán biểu tượng hoặc ghi tên phong trào Hồi giáo Hamas. Người phát ngôn lực lượng phòng vệ Israel Daniel Hagari tuyên bố, giống như bệnh viện Al-Rantisi, những vật phẩm được tìm thấy ở bệnh viện Al-Shifa chứng minh các bệnh viện đang được sử dụng cho mục đích quân sự của Hamas, trực tiếp đi ngược luật pháp quốc tế. Hôm 13 tháng 11, lực lượng phòng vệ Israel tiến vào bệnh viện Nhi Al-Rantisi. Ngay sau đó, lực lượng này tung lên mạng xã hội một video cho thấy nhiều vũ khí cũng được cho là lấy từ hầm cơ sở này. Người phát ngôn quân đội Israel cũng khẳng định, cuộc lục soát bệnh viện Al-Shifa sẽ tiếp tục một cách chính xác và dựa theo thông tin tình báo nhằm thu thập thêm chi tiết và tìm ra các vật phẩm khác. Ngoài vũ khí, quân đội Israel không nhắc đến việc có tìm thấy cửa vào đường hầm bên dưới Al-Shifa hay không. Trước đó, quân đội Israel liên tục khẳng định Hamas xây dựng mạng lưới đường hầm bên dưới bệnh viện này. Cả Hamas và bệnh viện Al-Shifa đều đã phủ nhận cáo buộc trên. Ngày 15 tháng 11, Hamas nói Mỹ đã bật đèn xanh cho Israel đột kích bệnh viện, đồng thời tuyên bố Israel và Tổng thống Mỹ Joe Biden phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về vụ việc này. Hôm 14 tháng 11, Bộ Y tế Palestine cho biết trong phạm vi giải Gaza, ít nhất 11.240 người Palestine đã thiệt mạng, trong đó có khoảng 4.700 trẻ em và 3.130 phụ nữ kể từ khi cuộc xung đột Hamas-Israel nổ ra. Trung bình cứ 10 phút lại có một đứa trẻ thiệt mạng ở Gaza. Hàng chục bệnh nhân tử vong nằm la liệt trên sân. Bên ngoài Al-Shifa, bệnh viện lớn nhất Gaza, cạnh một chiếc xe tải đông lạnh màu xanh lam đã không còn khả năng làm mát. Hầu hết các nạn nhân được bọc trong những tấm mền vì bệnh viện đã hết túi đựng màu trắng. Bên trong một phòng phẫu thuật tối tăm, các nhân viên y tế đã dồn hàng chục trẻ sinh non vào một chiếc giường trong nỗ lực tuyệt vọng để giữ ấm, duy trì sự sống cho chúng. Không có nguồn cung cấp oxy và năng lượng cho lồng ấp, các y tá đã cố gắng chăm sóc tốt nhất có thể. 3 ngày qua, đã có 32 bệnh nhân, trong đó có 6 trẻ sinh non đã không qua khỏi. Trong khi đó, các bác sĩ bám trụ lại bệnh viện đang phải chiến đấu từng giây từng phút để giữ hơi thở cho 33 đứa trẻ sinh non còn lại và hàng trăm bệnh nhân còn đang ngoi ngóp.
Các bác sĩ lên án việc Israel tấn công bệnh viện Al-Shifa khi những đứa trẻ sinh non bắt đầu tử vong sau khi lồng ấp của chúng ngừng hoạt động. Hình ảnh những đứa trẻ sơ sinh yếu ớt được quấn mền và xếp trên giường sau khi bị đưa ra khỏi lồng ấp đã trở thành hình ảnh thảm khốc khiến cả thế giới xót xa. Người phát ngôn Bộ Y tế Palestine Ashraf Al-Kadra cho biết hơn 100 nạn nhân tử vong, trong đó phần lớn là trẻ em đang phân hủy bên trong bệnh viện, chưa được chôn cất. Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết bệnh viện không còn hoạt động như một bệnh viện nữa. Thế giới không thể im lặng khi các bệnh viện lẽ ra là nơi trú ẩn an toàn lại biến thành nơi để tàn phá và tuyệt vọng. Hầu hết các bệnh viện ở phía Bắc Gaza hiện không còn hoạt động. Những nhân viên y tế bám trụ lại vì bệnh nhân và họ không thể rời đi. Muhammad Abu Saminya, giám đốc bệnh viện Al-Shifa mệt mỏi. Bệnh nhân đang tử vong từng phút, ngay cả những đứa trẻ trong lồng ấp. Chúng tôi buộc phải xếp trẻ sinh non trên những chiếc giường bình thường, sử dụng nguồn điện ít ỏi để chạy điều hòa nhằm giữ ấm cho chúng. Bệnh viện Nhi đồng Anas và Bệnh viện chuyên khoa Nhi Al-Rantisi cũng không thể hoạt động nếu không được hỗ trợ y tế. Mustafa Al-Kalut, người đứng đầu cả hai bệnh viện cho biết, chúng tôi bị bao vây hoàn toàn và chúng tôi không thể rời đi, trong khi mọi thứ trong bệnh viện đã hết. Chúng tôi dự kiến sẽ mất nhiều người hơn mỗi ngày. Tổng giám đốc WHO đã cảnh báo về tình trạng thảm khốc và nguy hiểm tại các bệnh viện ở Gaza khi trẻ em và trẻ sinh non đang thiệt mạng một cách bi thảm. Trước đó, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã cảnh báo rằng dải Gaza đang trở thành nghĩa địa cho trẻ em khi ông một lần nữa kêu gọi ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức để cho phép viện trợ vào Gaza để cứu trợ. Chúng ta phải hành động ngay bây giờ để tìm cách thoát khỏi ngõ cụt khủng khiếp và đau đớn này. Hàng trăm trẻ đã thiệt mạng hoặc bị thương mỗi ngày. Nuhamad, 24 tuổi, hiện đang phải đối mặt với ca sinh nở đau thương và khởi đầu đầy khó khăn cho đứa con đầu lòng. Trước ngày 7 tháng 10 định mệnh, Nuhamad đi làm hàng ngày tại một phòng khám ở Den Abala ở trung tâm Gaza, nơi cô là chuyên gia dinh dưỡng. Hamad và chồng đã lên kế hoạch sinh đứa con đầu lòng vào đầu năm mới 2024 và đã trang trí phòng ngủ để sẵn sàng chào đón con cưng. Giờ thì phòng ngủ không còn nữa. Nhà của họ bị phá hủy trong các cuộc không kích. Hamad hiện đang sống nhờ ở nhà chị gái, nơi cô ngủ trên sàn cùng với 25 thành viên khác trong gia đình. Sự háo hức chờ đợi đứa con đã thay bằng sự lo lắng về an toàn sức khỏe của thai nhi và việc cô sẽ sinh con như thế nào ở vùng chiến sự. Cô nói, tôi không biết mình sẽ sinh con gái ở đâu và sẽ đón con như thế nào nếu không có nơi ở hay quần áo. Tôi không có gì cả. Khoảng 50.000 phụ nữ mang thai ở Gaza đang đứng trước viễn cảnh sinh nở đáng lo ngại khi hầu hết bệnh viện đang ngừng hoạt động. Theo Liên Hợp Quốc, khoảng 5.500 người sẽ sinh con trong tháng 11. Hiện trung bình mỗi ngày có hơn 180 phụ nữ sinh con mà không được chăm sóc đầy đủ, bao gồm cả những ca sinh mổ mà không có thuốc giảm đau. Nhiều thai phụ khác phải sinh con ở nơi trú ẩn, tại nhà, thậm chí là giữa đống đổ nát trên đường phố. Hamad đã chứng kiến sự hỗn loạn hàng ngày mà các nhân viên y tế phải đối mặt khi làm tình nguyện viên tại bệnh viện Nasser ở Gaza. Cô nói, các bệnh nhân đang được điều trị ở sân và hành lang bệnh viện. Các ca phẫu thuật được thực hiện mà không được khử trùng hoặc gây mê. Tôi chưa sẵn sàng sinh con chút nào vì các bệnh viện hiện tại không tiếp nhận những trường hợp sinh đẻ mà ưu tiên cho những người bị thương nặng. Hamad chia sẻ, cô và những thai phụ khác đang sống trong tâm trạng lo sợ bởi tương lai còn quá mù mịt. Chúng tôi không thể diễn tả được mức độ đau khổ của mình. Tất cả những giấc mơ của chúng tôi đã bị phá hủy. Tôi hy vọng cuộc xung đột sẽ kết thúc và tôi có thể sinh con cái trong hòa bình. Chừng đó đau thương là quá đủ rồi. Tình hình đang ngày càng tồi tệ tại các bệnh viện ở Gaza. Các cơ sở y tế tại vùng lãnh thổ này đang phải oằn mình xoay sở với khó khăn đủ bề trong cuộc oanh tạc dữ dội của quân đội Israel. Với quyết tâm quét sạch lực lượng Hamas của Israel, đến khi nào những dân thường tại Gaza mới quay trở về cuộc sống bình thường? Những diễn biến mới nhất của cuộc chiến sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật. Còn bây giờ, cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.